nhiều nghĩ rằng thị trường Việt Nam không sẵn lòng trả tiền cho content chất lượng cao. Nhưng tại VoiceFM, chúng tôi tin vào điều ngược lại và tăng trưởng doanh thu chúng tôi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động ngày một tăng, dữ liệu di động ngày càng rẻ, cùng với cuộc sống rất bận rộn, nhu cầu tiêu thụ content qua các kênh nghe của người Việt đang cao hơn bao giờ hết. Năm 2019, Việt Nam là một trong 5 thị trường lớn nhất trên toàn thế giới của YouTube. Chúng ta có lượng rồi, tuy nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều về chất. Hãy nhìn vào thị trường sách nói, đại đa số sách nói mà bạn có thể tìm thấy trên YouTube, Spotify và những kênh khác đều là sách không có bản quyền. Điều đó có nghĩa là cuốn sách mà bạn đang nghe ngày hôm nay, ngày mai có thể biến mất vì sự vi phạm bản quyền. Hãy tưởng tượng nếu bạn bỏ ra 20 tiếng để nghe Thám tử Sherlock Holmes, rồi đột nhiên bạn không thể nghe tập tiếp theo để biết hung thủ là ai, thì bạn sẽ cảm thấy bực bội như thế nào. Còn chưa kể đến các vấn đề khác như chất lượng âm thanh kém hay đang nghe mà cứ bị gián đoạn bởi quảng cáo, đây là một cảm giác rất khó chịu. Nhưng chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng có một trải nghiệm nghe mượt mà. Đến với VoiceFM, bạn sẽ có quyền truy cập không giới hạn các nội dung như sách nói, podcast và nhiều nội dung âm thanh khác mà không bị quảng cáo làm phiền. 100% các nội dung của chúng tôi đều có bản quyền và bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn từ nhiều danh mục nội dung khác nhau. Hiện tại, VoiceFM đã làm việc với các nhà phát hành và nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam để nắm bản quyền của hơn 2.000 sách nói. Người dùng chúng tôi sẵn sàng trả tiền cho các content đó. Với hơn 70.000 người dùng đã đăng ký, doanh số quý 3 của VoiceFM đã tăng thêm hơn 6 lần so với quý trước. Không dừng lại ở đó, chúng tôi đang tiếp tục nâng cấp công nghệ để tăng trưởng nhanh hơn nữa. Với công nghệ Text-to-Speech đặc thù mà chúng tôi đang xây dựng, hơn 80% trong các lần thử nghiệm gần đây, người nghe không thể phân biệt được đó là giọng máy. Nhờ công nghệ này mà thời gian sản xuất một cuốn sách sẽ giảm từ 1 tuần xuống chỉ còn 15 phút và chi phí cũng sẽ giảm 75%. Vì thế, người dùng sẽ có nhiều sách để nghe hơn và đặc biệt, thông qua công nghệ này, họ có thể chọn giọng đọc mà họ yêu thích. Bắt đầu tại Việt Nam, nhưng VoiceFM mong sẽ vươn ra thị trường nội dung audio tại Đông Nam Á với trị giá 2 tỷ đô trong tương lai. Đội ngũ chúng tôi bao gồm những người trẻ tuổi với kinh nghiệm đa dạng về công nghệ, phát triển khách hàng và phát triển đối tác. Chúng tôi là những con người đầy nhiệt huyết với sứ mệnh mang audio content có bản quyền tới người dùng trong toàn khu vực. Nếu bạn muốn cùng VoiceFM xây dựng và dẫn đầu xu thế audio content ở Việt Nam và xa hơn thế nữa, hãy liên hệ với tôi. Xin cảm ơn.